Đạt và nhóm thực hiện giờ thánh ca dân Chúa đời con xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong dịp tháng hoa vừa qua, chúng tôi có dịp gửi đến tất cả quý vị những vũ khúc tiếng hoa của các em trên vùng Tây Nguyên. Các em trong bộ trang phục vải thổ cẩm rất là đặc biệt, cùng với những điệu múa rất là lạ. Và trong ngày hôm nay, Tính Đạt rất hân hạnh được giới thiệu một chương trình mang đậm nét dân tộc. Và chương trình này sẽ được tổ chức vào tháng 10 ngay tại Lido Sài Gòn. Chương trình mà Tấn Đạt muốn nói đến là Đêm Thánh Ca Diễn Nguyện Đức Mẹ Măng Đen sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 10 tại Sài Gòn, Bờ Phong Minh Nam. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Diễn Nguyện Đêm Thánh Ca Đức Mẹ Măng Đen, ngoài sự hiện diện của các anh em nghệ sĩ, ca sĩ, còn có sự hiện diện rất đặc biệt của Đức Ông Tuấn, Linh Mục Trần Cao Thượng, cha Vũ đến từ Việt Nam và cha Phương Nguyên và sở Ai Linh. Và kính thưa quý vị, trong studio của chúng tôi hiện tại bây giờ có sự hiện diện của các chị trong Hiệp hội Truyền giáo Teresa. Xin chào quý chị và xin quý chị có đôi lời đối với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dân Chúa Đời Con. Em chào anh Tấn Đạt. Chào chị. Xin chào bé Quỳnh Trâm. Em là Phương Linh. Chào Quỳnh Trâm. Dạ, em xin được gửi lời chào thân thương đến anh Tấn Đạt, chị Phương Linh cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con. Em là Quỳnh Trâm. Chị Phương Linh có thể cho biết là chị và Quỳnh Trâm từ đâu tới đây không? Dạ, hiện nay em là người là sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, Kon Tum, là được rất là may mắn là nơi Đức Mẹ Măng Đen hiện nay là đang có cái công trình xây dựng ở đó. Và giờ Quỳnh Trâm cũng là người con của Việt Nam và của cái Sài Gòn. Thưa quý vị, Đức Mẹ của chúng ta có rất nhiều danh xưng như Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức. Ở Việt Nam chúng ta thì nhiều lắm, có Đức Mẹ La Vang nè, Đức Mẹ Thảo Bao, Đức Mẹ Bãi Dâu và Đức Mẹ Măng Đen, hay còn gọi là Đức Mẹ Cù Tây. Nghe tên, bây giờ lần đầu tiên Tấn Đạt mới nghe được cái tên là Đức Mẹ Măng Đen và Đức Mẹ Cù Tây. Thì chị có thể cho Tấn Đạt cũng như tất cả quý khán thính giả được biết thêm tại sao lại có tên là Đức Mẹ Măng Đen không ạ? Đức Mẹ Măng Đen thì là không phải là Đức Mẹ màu đen hay là Đức Mẹ ăn măng nhiều quá là đen như là cha hay nói, và đó là Đức Mẹ được xuất phát và được khai quật từ một cái vùng sâu vùng xa, và vùng đó có tên là Măng Đen. Đó là một cái địa danh của Kon Tum. Kon Tum là địa danh nó mang tên là Măng Đen. Vâng ạ. Và khi mà tìm thấy Đức Mẹ đó thì đặt tên là Đức Mẹ Măng Đen. Còn Đức Mẹ Cù Tây thì sao? Dạ, Đức Mẹ Cù Tây thì là khi mà khai quật lên thì Đức Mẹ nhìn rất là lạ. Và trong đó là Đức Mẹ không có đôi bàn tay, mặc dù các cha và các mọi người ở đó cũng cố gắng đắp cho mẹ một cái đôi bàn tay. Tuy nhiên mỗi lần mà đắp lên thì tay lại bị rớt xuống. Và mọi người tin rằng Đức Mẹ mong muốn là chúng ta là một trong những cái thành viên, đều là những cái thành viên là cánh tay nối dài của mẹ. Chính vì vậy mà là không nối tay cho Đức Mẹ nữa, và hiện nay là Đức Mẹ có cái biệt hiệu là Đức Mẹ Cù Tây. Có như là hình tượng Đức Mẹ sắp sửa sẽ xây tượng đài Đức Mẹ vẫn để Cù Tây như vậy. Dạ vâng. Phải nói là một trong những cái sự việc rất là kỳ lạ không quý vị, Đức Mẹ đắp tay bao nhiêu lần mà cũng không được. Với đấy là ý Đức Mẹ muốn. Cái tay Đức Mẹ vẫn cụt như vậy, nhưng mà vẫn muốn những cái cánh tay khác nối dài để mà nối với nhau trong cái tình thân. Thật là ngắn gọn, Tấn Đạt xin mời chị Linh có thể nói sơ qua về cái Hiệp hội Truyền giáo Teresa. Và khi mà có dịp chúng tôi sẽ nói kỹ hơn và nhiều hơn về cái chương trình này. Hiệp hội Truyền giáo Teresa thì chúng con là những cái người đi đến những cái vùng sâu vùng xa, đến những cái đất nước nghèo như là Mexico, hoặc là đặc biệt là đất nước Việt Nam của chúng ta, để giúp các cha các sơ mà lo những cái hoạt động của nhà thờ cũng như các cái công trình xây dựng, và kể cả những cái tượng đài Đức Mẹ ở các nơi thì hiệp hội cũng đã đi gieo và đi làm rất là nhiều cái dự án. Vậy thưa chị Linh, các chị thuộc hội Truyền giáo Teresa là ở tại hải ngoại hay là ở Việt Nam? Dạ, hiện nay thì hiệp hội là ở tại hải ngoại.
và xin cho biết là ai là người đứng ra để phụ trách hay là đứng đầu trong cái hiệp hội truyền giáo này không ạ? Hiện nay là có cô Loan Vũ là người là hội trưởng của hội và cô là người phụ trách, và bên cạnh đó là rất là nhiều thành viên đứng ra bên sau để mà hỗ trợ cô, cũng như là những người có tấm lòng cho đi và biết phục vụ. Và cô Loan hiện cũng ở? Dạ, cô Loan là hiện nay cũng ở Đức Đông Sài Gòn. Trước khi nói về đêm diễn nguyện Thánh Ca Đức Mẹ Ban Đêm, nhờ chị có thể nói lại cho Tấn Đạt biết cũng như tất cả quý khán thính giả được rõ hơn ngày giờ tổ chức, và nếu như Tấn Đạt cũng như quý khán thính giả muốn đến xem cái chương trình đó thì sẽ liên lạc với ai và mua vé ở đâu ạ? Dạ, xin rất là chào đón quý vị khán giả đến ủng hộ chương trình. Thì quý vị có thể liên hệ với lại cô Loan, số điện thoại là 714-902-3436, và chúng tôi tổ chức vào ngày 12 tháng 10 vào lúc 6:30. Xin nhắc lại là quý vị muốn đến xem chương trình này, xin quý vị liên lạc với cô Loan qua số điện thoại 714-902-3436. Và hiện nay chúng tôi cũng đã bán vé ở nhà sách Tú Quỳnh, và xin rất mong là quý vị ủng hộ cho chương trình xây dựng trung tâm hành hương của Đức Mẹ Ban Đêm. Và kính thưa quý vị, Tấn Đạt cũng rất mong muốn quý vị đã nghe chị Linh nói về Đức Mẹ Cụt Tây, và ý nghĩa của Đức Mẹ Cụt Tây là muốn vươn cánh tay ra, muốn mọi người nối dài cánh tay với nhau, cùng với nhau để đem đến cái tình thương mến cho tất cả mọi người. Vậy thưa chị Linh, hội có nhận thêm những cái thành viên mới hay không, và điều kiện như thế nào để mà có thể tham gia là hội viên của hội truyền giáo Teresa? Dạ, hội rất là mong muốn có nhiều người cùng đồng hành, có tấm lòng và cùng đồng hành với hiệp hội truyền giáo Teresa. Cũng không có điều kiện gì đặc biệt, chỉ có một cái là mọi người có tấm lòng để biết cho đi và biết chia sẻ để mà giúp ích cho công việc truyền giáo của giáo hội. Vậy là những hội viên muốn tham gia là tất cả? Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, là quý vị thấy trong studio có sự hiện diện của Quỳnh Trâm nãy giờ, em ngồi im ru không thấy nói hết cái tủm tỉm cười nãy giờ. Chị Linh, chị có thể nói nói về Quỳnh Trâm một tí cho Tấn Đạt biết cũng như quý khán thính giả được biết rõ hơn không ạ? Em Quỳnh Trâm xinh đẹp, mặc dù em là một cô bé khiếm thị, tuy nhiên em rất là một người năng động và rất là tiềm năng và có nhiều tài năng tại Việt Nam. Đợt này em được qua hải ngoại để mà mang cái tiếng hát của em để đến với quý vị khán giả trong cái chương trình ngày 12 tháng 10. Vậy là Quỳnh Trâm sẽ hát trong chương trình đêm diễn nguyện Thánh Ca Đức Mẹ Ban Đêm đúng không ạ? Dạ đúng rồi thưa anh. Em rất là hạnh phúc khi mà được mang tên thánh của mẹ và còn được hát một bài thánh ca về mẹ chung với một nữ ca sĩ, một người thầy cũng như là một người mà em đã thần tượng từ lâu, đó là ca sĩ Như Quỳnh. Dạ, anh nghe nói tới đây là anh bắt đầu hơi tò mò chút xíu rồi nha. Vậy là em tham gia chương trình và sẽ hát trong chương trình đó. Thế bây giờ anh hát trước đi cho anh nghe cũng như cho tất cả quý khán thính giả được nghe, được thưởng thức tiếng hát của em. Dạ, chắc là em sẽ gửi đến một đoạn ngắn trong cái phần biểu diễn của em ngày hôm đó. Đó là một sáng tác của vị linh mục Phạm Minh Công được mang tên là Về Với Mẹ Măng Đen. Giữa núi rừng măng đen mẹ đứng đó, qua bao năm tháng dài dầu nắng mưa, hai bàn tay mẹ chiến tranh đã cướp mất, nhưng mẹ vẫn đầy quyền năng thi ơn. Quý vị vừa nghe hay không quý vị? Một âm hưởng hơi Tây Nguyên một chút xíu, một giọng hát rất là nội lực. Và chắc chắn rằng với sự kết hợp với nữ danh ca Như Quỳnh, chắc chắn sẽ đem đến cho tất cả quý vị những tiết mục rất đặc sắc và rất là riêng biệt của vùng Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Tấn Đạt sẽ trở lại chương trình sau phần thông tin thương mại. Trở lại với chương trình Giờ Thánh Ca Đức Mẹ Ban Đêm, có sự hiện diện của ca sĩ Thành Lễ. Và kính thưa quý vị biết là ca sĩ Thành Lễ rất là giỏi trong những cái chương trình, trong những cái host những cái chương trình. Và trong chương trình này, Tấn Đạt chỉ ngồi đây và để cho anh Thành Lễ tự nhiên nói chuyện với tất cả quý vị.
chắc không giới thiệu quý vị cũng biết rồi. Nhưng mà cũng giới thiệu thêm, đây là anh ca sĩ Thành Lễ, một người rất là nổi tiếng từ xưa tới bây giờ. Và cái nổi tiếng ở đây là anh đã tham gia rất là nhiều chương trình, mà đặc biệt như là chương trình để lại rất là nhiều dấu ấn và rất nhiều người biết, đó là chương trình Ngọc Trong Tim. Thank you. Trước hết Thành Lễ thân ái xin chào quý vị thân thương, chào Tấn Đạt và chào em Quỳnh Trâm. Bắt tay cái lâu quá anh em đi hát không rồi, bây giờ host lẫn nhau. Thưa quý vị, nếu trong cuộc nói chuyện cái gì sơ sót mong quý vị bỏ qua cho. Thực sự nói bật mí cho quý vị cũng như là em trai mình, anh là người ngoại đạo, nhưng tại sao anh lại đến với Đức Mẹ Măng Đen, cũng như anh đã từng tham gia trong chương trình Mẹ La Vang ở Las Vegas. Thưa quý vị, bất cứ tôn giáo nào khi làm việc xã hội, chúng tôi không phân biệt tôn giáo hay đảng phái, hay nói trên hơn là chúng tôi là những người tin tưởng về tâm linh. Khi gần đây anh Lễ và Quỳnh Trâm có lên Gia Lai Kon Tum, và khi lên Gia Lai Kon Tum thì wow, Thành Lễ mới hiểu được cuộc sống không đâu khổ cực, nắng thì nắng quá sức, lạnh và mưa thì quá sức ở Gia Lai Kon Tum. Và Thành Lễ đã đến được nơi một đồi núi mọc rất hoang vu đang xây cất ngổ ngang, và Thành Lễ gặp được Mẹ Măng Đen, là địa danh Măng Đen đó không? Đúng rồi, là mẹ cụt tay, giống như là các anh chị em trong gia đình Ngọc Trong Tim. Và khuôn mặt của mẹ, quý vị, nó khác hơn mẹ Maria. Bởi vì sao? Đó là sự qua ngày tháng của các người dân, anh em dân tộc thiểu số đã đắp mẹ và sự sọ y như là người bên dân tộc. Nên Thành Lễ nghĩ là lạ lắm. Mà cái lạ một cái chỗ này là khi quý vị lên đó, quý vị cầu nguyện, cầu khấn một điều gì thì điều đó đều được. Như Lễ nè, Lễ lên để hát dân tặng mẹ trong chương trình sắp tới, phải quay những cái MV. Nhưng mà mẹ không cần, bữa đó mưa quá trời luôn, mà coi thời tiết là phải thứ nguyên một tuần mưa. Nhưng qua ngày sau phát trung thu cho các em Chủ nhật và ngày thứ hai, lạ thiệt, trời lại không mưa. Mà các em tội lắm, các em Tây Nguyên đi từ 2-3 tiếng đi bộ để tới nơi các cha phát quà, cha Văn Vũ và các cha linh mục rất nhiều, thì trời rất đẹp. Lễ nghĩ đó là có một điều linh ứng của mẹ ban cho. Kính thưa quý vị, qua lời giới thiệu của anh Ngọc, anh Thành Lễ có dịp để thăm Đức Mẹ Măng Đen, thì chúng ta cũng hình dung là cái hình tượng Đức Mẹ và cái nơi ở Đức Mẹ ở nó trang trọng như thế nào. Và những cái lời nói của anh Thành Lễ, tuy anh nói anh không phải là một người trong đạo, nhưng mà anh đã có những cái cảm nhận, có những cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt với Đức Mẹ. Thế thì ngay cái cảm giác đầu tiên khi mà anh gặp Đức Mẹ Măng Đen, anh có cái cảm giác gì? Câu này rất là hay. Kính thưa quý vị, đối với Thành Lễ, tất cả các mẹ như là mẹ Maria, mẹ La Vang, thì anh đã được chữa lành khi anh bị một cái bú cổ hát không được. Thành nhạc mà biết mà. Thì khi mới cục lên thì anh cầu nguyện Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas. Quý vị biết không, Thành Lễ về khỏi cổng mổ tự nhiên biến mất. Nên Thành Lễ tin lắm. Và khi gặp mẹ mà mẹ lại mất hai cánh tay, mà dù gắn cỡ nào cũng rớt, mà mấy em của Lễ nè, đó thấy đẹp. Mà đã sao, tuy cổ không thấy, nhưng mà có những cái cổ không thấy, nhưng mà cổ nhìn đời ai bằng qua một cái tâm linh. Nhưng mẹ không thấy, thì Lễ cứ cầu nguyện, mẹ ơi, khi con nhận làm chương trình này, con nhận với cha Văn Vũ, con nhận với tất cả các chị Teresa, tại vì những chị đó giỏi về đạo, giỏi về sự ngoại giao, như về nghệ thuật giống như anh em mình, thì mình phải share. Nên Thầy Lễ nghĩ, xin mẹ cho con một cái hồng ân, cho con một cái sự tự tin để con làm. Con chưa hiểu về đạo, hãy cho con làm. Và lúc đó Lễ quyết định nhận làm một chương trình. Và xin lỗi quý vị, chỉ có mấy tuần thôi. Thầy Lễ chỉ tha thiết quý vị hãy đến. Quý vị đã thương mến tất cả anh em chúng tôi, chỉ một phần kia hãy đến, quý vị biết thế là một mẹ Măng Đen. Và trong show đó đó quý vị, cha Đa Minh Trần Văn Vũ sẽ mang từ Gia Lai Kon Tum những cái tượng mẹ Măng Đen để gửi tặng quý bà con trong ngày đó. Thật sự là rất là Thành Lễ, rất là quý cha. Và tiếc rằng là cha đang trên đường, đang bị delay bởi vì từ Việt Nam cha qua bên đây. Dạ, cha đi qua. Vậy có nghĩa là khi anh đến địa danh Măng Đen và đứng cầu nguyện Đức Mẹ Măng Đen, sau đó cái ý tưởng về đêm diễn nghiện thánh ca Đức Mẹ Măng Đen lúc đó mới hình thành, đúng không ạ? Không, anh đã nhận lời rồi. Nên em về Việt Nam làm việc thiện, anh bằng mọi giá phải đi lên Gia Lai Kon Tum. Mà em biết cuối tháng 8
là bão đó quý vị. Bão rất lớn đang ào ọc, mà người ta khuyến cáo là không được lên với vùng cao nguyên, mà ở ngay cả vùng cao trên đó mà lại lụt. Quý vị thấy cao mà lại lụt, nhưng mà lại lên trên đó xong đi với em Quỳnh Trâm, hai anh em cầu nguyện. Mà cái điều đó là điều để hậu xét đi, mà cái điều mà nói trong show này nè. Em thế thì trong cái vai trò của anh trong chương trình là gì? Anh sẽ hát hay anh diễn hay là anh nói về Đức Mẹ Ban Đêm trong cái chương trình sắp tới? Đúng ra là hay bật mí lắm, nhưng mà thật lẽ đến với mẹ với đến quý khán giả thân thương nhất quý vị ở vùng Nam Cali, quý vị ơi, thật lẽ được hạnh phúc nhận một bài hát mà bài hát tiết tấu rất là hay, Đến Với Mẹ Mang Đen. Bài hát này có mục đích thật lẽ được diễn với em Quỳnh Trâm, nhưng một hay nữa thật lẽ được diễn với những anh em dân tộc thiểu số. Dĩ nhiên là anh em hát núi rừng mà giọng rất khỏe, và đặc biệt là dạy cho mẹ anh em tôi hát được tiếng Bana. Tiếng Bana nên bởi vì rất là Hay và đặc biệt, phải không? Và nếu mà nó sẽ hay và đặc biệt hơn nếu anh bật mí một chút xíu vài câu hát cho em nghe ngay bây giờ và cho khán giả nghe bây giờ. Cho chút xíu thì bây giờ cũng được, nhưng mà đợi chút xíu nha. Bây giờ mình đang hứng nói chuyện. Thưa quý vị, đến với Thành Lễ, đến với tất cả anh em nghệ sĩ như Quỳnh hay là Thiên Tôn hay là Mai Thiên Vân, Thúy An hay là Triệu Ngọc Yến hay là Mai Thanh Thúy hay là rất nhiều anh em nghệ sĩ. Nhưng đối với tôi thích nhất hai tiết mục. Tiết mục thứ nhất là tứ ca Những Chàng Trai Này Đẹp, đẹp lắm, mà thầy dạy không nổi đâu. Tại vì mấy người này hát rất là có hồn, không ai dạy đó. Sáng tác của Linh Mục Nguyên Khôi, dĩ nhiên có cha Linh Mục nè, có Đức Ông Tuấn nè, rồi có Linh Mục Trừng Cao Lượng nè, và cha Trần Văn Vũ. Tôi thấy tuyệt vời không? Có một tiết mục phải nói là hit nhất. Và một tiết mục nữa là giọng ca Mai Thiên Vân đã hay rồi, mà hay hơn được một sơ đến từ New York, đó là sơ Eileen đờn piano với nhau, tuyệt vời. Thêm một nữa, đứa em của tôi nữa, nó cũng là bị thương tật thôi, đó là em Dương Quý Thắng. Quý vị biết em cũng như mẹ cũng không có tay, sẽ cùng với cha Trần Văn Vũ, em sẽ đờn được piano và keyboard hát trong đó. Và kính thưa quý vị, qua cái lời giới thiệu của anh Thành Lễ với những cái tiết mục anh bật mí, nhưng mà thật sự anh nói cũng sắp hết rồi, những cái tiết mục toàn là đặc sắc không, từ tứ ca, sông ca rồi với những người đặc biệt như anh vừa nói. Và Tiến Đạt nghĩ rằng đây là một dịp mà nếu chúng ta bỏ qua thì rất là tiếc. Quý vị có thể sắp xếp thời gian để mà đến với chương trình để nối vòng tay như ý Đức Mẹ muốn, và để tham gia và để nghe và để thấy và để hiểu hơn về cái đêm gì. Thì thật lẽ thưa quý vị, dù quý vị ở nơi xa 50 tiểu bang hoặc khắp mọi nơi trên thế giới, nếu quý vị tin tưởng là con của mẹ, hoặc là quý vị là tất cả các con tôn giáo, quý vị hãy đến, hoặc quý vị có thể gửi các chi phiếu để chúng ta xây được nơi trung tâm hành hương Đức Mẹ Mang Đen ở tại Gia Lai, Kon Tum. Đặc biệt là ở Kon Tum, quý vị có thể gọi về cho chị Loan Vũ, là hội trưởng của truyền giáo Teresa, là số phone là 714-902-3436 đang hiện ở trên đây với email. Và đặc biệt nữa, nếu quý vị muốn mua vé đó, còn một tuần và một thời gian rất gấp rút, nên mong quý vị thương mến ban tổ chức cũng giống như tất cả các linh mục, các sơ và các em dân tộc, chúng ta phải đền bù lại cho những người dân tộc, bởi vì chúng ta là người